Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 36 năm trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất hiện nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết biến chứng nặng. Đắk Lắk, người dân hoang mang vì nạn tiêu tặc triệt hạ hàng trăm dây tiêu. Đồng Nai, tai nạn tàu hỏa làm một người tử vong tại huyện Trảng Bom. Tân Tảo, những gia đình đông con. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin trong lĩnh vực y tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, nhiều bệnh viện cho biết đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân, đặc biệt nhiều bệnh nhân diễn biến khá nặng, ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tại khoa cấp cứu, mỗi ngày có 5 ca bệnh được chuyển xuống đây. Nhiều bệnh nhân bị mắc sốt xuất huyết nhiều lần, thậm chí còn mắc sốt xuất huyết trên các bệnh nền sẵn có khiến bệnh ngày càng nặng hơn. Bệnh nhân này bị mắc sốt xuất huyết được nhập viện trong tình trạng khá nặng, gây biến chứng viêm cơ tim. Đây là một biến chứng khá hiếm gặp. Các bác sĩ đã phải hỗ trợ thở máy để giữ tính mạng của bệnh nhân. Đối với virus Đanh thì nó có 4 tiếp virus, 1, 2, 3, 4. Thế thì với một người mà bị nhiễm một tiếp đầu tiên thì diễn biến khá là nhẹ, nó giống như virus bình thường. Nhưng khi người ta nhiễm một cái tiếp khác, tiếp thứ hai trong số 4 cái tiếp virus đấy, thì nó có thể nó có diễn biến nặng và năm nay thì có thể nó có cái sự thay đổi về các cái tiếp virus cho nên là các cái số bệnh nhân nặng nó tăng lên. Các bác sĩ cũng cho biết, mặc dù chỉ tiếp nhận những ca nặng được chuyển từ tuyến dưới, nhưng bệnh viện vẫn trong tình trạng quá tải. Trước tình trạng này, Bộ Y tế đã yêu cầu ngành y tế các địa phương phải tăng cường hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng đúng phác đồ điều trị sốt xuất huyết của Bộ Y tế, tăng cường chăm sóc điều trị người bệnh, hạn chế để bệnh nhân vượt tuyến, chuyển tuyến, tránh các rủi ro có thể xảy đến. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hàng loạt trẻ em bị sùi màu gà, Sở Y tế Hưng Yên vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền, cán bộ tại trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang để làm rõ mối liên quan giữa việc điều trị hẹp bao quy đầu của bà Hiền với gần 50 trẻ em bị sùi màu gà đang gây xôn xao trong dư luận thời gian qua. Theo quyết định, y sĩ Hoàng Thị Hiền bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày và sẽ tiếp tục gia hạn cho đến khi vụ việc làm rõ, xác định nguyên nhân của cơ quan chuyên môn. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, hôm nay 24 tháng 7, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế cũng sẽ họp làm rõ mối liên quan giữa dịch vụ điều trị chích hẹp bao quy đầu tại cơ sở bà Hiền với chứng bệnh của các cháu. Trong đó, Bệnh viện Da Liễu Trung ương sẽ phối hợp với Sở Y tế Hưng Yên để khám cho cha mẹ các cháu và bà Hiền. Đồng thời, xem xét các dụng cụ y tế của cơ sở bà Hiền mà công an đã niêm phong để xác định nguồn lây. Tuy nhiên, hiện Sở Y tế Hưng Yên cũng như Phòng Y tế huyện Khoái Châu chưa nhận trách nhiệm gì về việc để cơ sở của bà Hiền hành nghề không phép kéo dài nhiều năm qua. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vay đầu tư cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao luôn được chính phủ ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, hiện đang có nhiều vướng mắc cần phải gỡ bỏ để người nông dân tiếp cận nguồn vốn này dễ dàng hơn. Vậy vướng mắc này là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây. Đầu tư vào công nghệ cao đang là mục tiêu của ngành nông nghiệp nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro về dịch bệnh, thiên tai hay giá cả nông sản. Chính phủ cũng định hướng sẽ dành ít nhất 100.000 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thế nhưng, vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn này. Được vay khoảng 200 triệu hectare thôi. Cái giá đất bằng 1/10 hoặc 1/20 giá trị thực tế. Tài sản gắn đất thì không đưa vào để thế chấp. Hiện người dân đang cần nhà nước quan tâm, khơi thông dòng chảy tín dụng, tiếp tục thay đổi chính sách để những nhà đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao có thể tiếp cận được vốn vay. Thưa quý vị, cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông tin về việc lần đầu tiên trong lịch sử, sản phẩm gà Việt có thể xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính hàng đầu thế giới. Việc liên kết giữa doanh nghiệp ngoại và các trang trại Việt để tạo thành chuỗi liên kết, sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn GlobalGAP bước đầu đã cho thấy tín hiệu đáng mừng. Ghi nhận tại một buổi khảo sát của chuyên gia nước ngoài trong chuỗi tư vấn thực hiện chứng chỉ GlobalGAP cho trang trại gà của ông Nguyễn Văn Ngọc, trang trại có chi phí tư vấn lên đến hàng chục ngàn $100000 được tài trợ 100% bởi một công ty sản xuất gà giống. Cơ hội này có được cũng là do ông tham gia vào mô hình chuỗi liên kết. Tham gia chuỗi liên kết thì đỡ hết mấy beo gà thì nó mới cho đi Hà Lan, cho đi Pháp, cho đi Bỉ, nó chỉ thấy người ta làm bên đó thì về người ta mới hướng làm theo cái vấn đề tiêu chuẩn quốc tế thì mình mới biết được. Chuỗi liên kết là mô hình bao gồm 4 nhà, công ty sản xuất gà giống, công ty cung cấp thức ăn chăn nuôi, trại nuôi gà và nhà máy giết mổ chế biến. Hai doanh nghiệp gà giống và thức ăn trong chuỗi liên kết này hiện đang đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Chúng tôi thường nói vui rằng chúng tôi xây dựng chuỗi liên kết này theo hướng tạo ra sản phẩm sạch, giá thành hợp lý và có thể truy xuất nguồn gốc được. Khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, cơ hội xuất khẩu sẽ rộng mở hơn. Sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài với những ràng buộc chặt chẽ trong chuỗi liên kết lần này được kỳ vọng sẽ là mô hình mẫu cho ngành chăn nuôi. Theo tính toán, giá thành sản xuất gà trong chuỗi liên kết hiện nay ngang bằng Thái Lan, nước mà mỗi năm xuất khẩu gần 700.000 tấn thịt. Do đó, với thị trường nhiều tiềm năng ngoài thị trường Nhật Bản, gà được nuôi bằng công nghệ cao của Việt Nam còn có thể mở rộng ra các nước trong khu vực châu Âu. Lại thêm một vụ cắt trộn dây tiêu nữa vừa mới xảy ra tại Đắk Lắk. Thưa quý vị, hàng trăm dây tiêu của một nông hộ tại xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga đã bị kẻ xấu lẻn vào cắt gốc, khiến cho người dân nơi đây càng thêm phần hoang mang lo lắng. Sáng ngày 23 tháng 7, lực lượng chức năng xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng đối tượng lạ chặt phá hàng trăm gốc tiêu của người dân. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 7, ông Trần Phú khi vào thăm rẫy ở khu vực đất mới xã Quảng Tiến đã bất ngờ phát hiện hàng trăm dây tiêu nhà mình có hiện tượng héo rụi. Qua kiểm tra, ông Phú cho biết có gần 200 dây tiêu đang cho thu hoạch năm thứ tư của gia đình đã bị cắt sát gốc, ước tính tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Được biết, rẫy nhà ông Phú có diện tích 1 hectare, trong đó trồng khoảng 1.000 dây tiêu năm thứ ba và thứ tư xen với cà phê. Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, nhiều năm qua, hiện tượng triều cường gây sạt lở vào mùa mưa tại Phú Yên đã tác động rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Chính vì vậy, nhiều phương án đã được đưa ra, trong đó giải pháp nạo vét cát tại cửa biển theo kiểu lấy thu bù chi luôn được ưu tiên thực hiện. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa bài toán kinh tế và môi trường là vấn đề phải tính đến. Từ đầu năm 2017, tỉnh Phú Yên đã khẩn trương nạo vét thông luồng tạm thời từ cửa biển Đà Diễn đến cảng cá Đông Tác, nhằm phục vụ tàu thuyền ra vào bến cá Đông Tác ngay giữa vụ đánh bắt. Theo đó, luồng tàu được nạo vét dài khoảng 700 m, rộng từ 50 tới 70 m, sâu từ 3,2 tới 3,5 m, lúc thủy triều xuống thấp nhất. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Tuy Hòa cũng cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Thành phố cũng có đề nghị với tỉnh nghiên cứu làm sao có cái giải pháp căn cơ và lâu dài hơn đó, trong cái việc thông các cái luồng lạch ra vào cửa Đại Diện. Tương tự tại cửa biển An Hải, huyện Tuy An, tỉnh đã có ý kiến thống nhất tiếp tục thi công dự án nạo vét thông luồng cửa biển An Hải đầm Âu Loan. Trong năm 2017, khối lượng nạo vét không vượt quá 500.000 mét khối. Theo các nhà khoa học, cân bằng ở vùng cửa biển do những cồn cát tạo ra là cân bằng động. Do vậy, việc triển khai các dự án thi công nạo vét ở vùng cửa biển không chỉ ở Phú Yên mà cả các tỉnh miền Trung nói chung phải tính toán một cách cẩn trọng để tránh những tác động ngược trở lại đến cuộc sống của người dân. Theo thống kê, trước năm 2008, toàn tỉnh Khánh Hòa có 50 xe ba bánh, 3 gác máy được đăng ký. Sau thời gian kể trên, các phương tiện này không được đăng ký và phải đình chỉ hoạt động. Thế nhưng, hiện nay qua thống kê sơ bộ tại các địa phương trong tỉnh, có đến hơn 600 xe cần được thu hồi. Các phương tiện này hầu hết được sản xuất từ Trung Quốc và được người dân mua lại từ các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre. Tình trạng xe ba gác máy bị đình chỉ nhưng vẫn lưu thông và xe ba bánh Trung Quốc vi phạm an toàn giao thông hiện nay diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh. Loại xe này có phân khối lớn, thùng chở hàng cồng kềnh, nhiều xe không có gương chiếu hậu, người lái không được đào tạo, không có kinh nghiệm nên trở thành mối hiểm họa cho người đi đường. Trước thực tế đó, ngành chức năng tỉnh đã quyết liệt triển khai biện pháp xử lý và tịch thu phương tiện này nếu thấy lưu thông, đồng thời đề xuất phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, mưu sinh chủ yếu bằng xe ba bánh. Tiếp theo là một thông tin sáng chế rất hữu ích. Thưa quý vị, sử dụng năng lượng mặt trời để sạc pin điện thoại thông qua những thùng rác thông minh. Công nghệ mới này ở Đà Nẵng đã nhận được thiện cảm trong lòng người dân và du khách. 10 trong số 50 thùng rác thông minh đã được Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng với các tính năng đi kèm vô cùng đặc biệt như lọc nước thải để tưới cây hay sử dụng năng lượng mặt trời cho việc sạc pin điện thoại. Hiện mô hình này đang được lắp đặt thí điểm trên phố đi bộ đường Bạch Đằng và một số tuyến đường quận Hải Châu. Thùng rác này được làm bằng nhựa composite đúc khuôn để tăng sự bền bỉ, phù hợp với thời tiết khắc nghiệt tại miền Trung. Diện tích lỗ chứa bên trong cũng được thiết kế rộng hơn để chứa các khối lượng rác nhiều hơn. Cái thùng rác di động thông minh này thì rất là tuyệt vời. Như mình ở Hà Nội thì chưa có phát triển mô hình như này. Mà mong sao thì trong thời gian tới thì mô hình như này sẽ phát triển ở khắp toàn quốc và Việt Nam. Được biết, trước đó công ty Bright Response Việt Nam cũng đã triển khai lắp đặt 100 thùng rác thông minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ triển khai mô hình này nhân rộng ra các tỉnh thành phía Bắc. Thưa quý vị, ngay cả ở các thành phố nổi danh về nền ẩm thực cao cấp, nhà hàng hạng sang chuyên phục vụ những món xa xỉ, người ta vẫn phải công nhận nhiều bữa ăn ngon lành nhất chỉ có thể tìm được trên đường phố, ở những gánh hàng rong hay những chiếc xe đẩy bên lề đường. Trong danh sách 23 điểm đến có nền ẩm thực đường phố tuyệt vời nhất thế giới mà CNN công bố có thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Trang CNN miêu tả, ngồi dắt dẻo trên một chiếc ghế nhựa nơi vỉa hè. Trước mặt là một bát phở bốc hơi nghi ngút, ngắm nhìn dòng xe cộ náo nhiệt đang chạy trên đường. Thế là đủ cho một buổi chiều hoàn hảo ở thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên còn nhiều lựa chọn khác, nhưng nước dùng thơm lừng trong gieo cùng bánh phở nóng hổi khiến phở dễ dàng trở thành một trong những món ngon làm ấm lòng thực khách nhất thế giới. Ngoài ra còn có bánh mì, một món ăn đường phố khác của Việt Nam thành công chinh phục thị trường toàn cầu. Ở quê hương của bánh mì, phần nhân bánh có thể gồm nhiều loại thịt khác nhau như pate, xúc xích, chả cùng thịt heo xông khói Thái Lát. Đối với những người sành ăn, đường Phạm Ngũ Lão, hàng cơm sườn bì chả tuyệt ngon, khá gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng như chợ Bến Thành và Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Chuyển sang phần tin an ninh trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 24 tháng 7, trên tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe máy mang bị kiểm soát 60V4-4993 do ông Trương Trung, 80 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom điều khiển, băng qua đường Ngang Chân Sinh thuộc ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom. Thì cùng lúc đó, đoàn tàu thống nhất mang biển số SNT7 chạy hướng từ Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh đi tới đã đâm vào, hất văng chiếc xe máy và người văng ra lề đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, cán bộ nhân viên tổ tàu tiến hành ghi nhận, giải quyết vụ việc và cho đoàn tàu tiếp tục hành trình. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo một số người dân cho biết, đường Ngang Chân Sinh nơi đây không có đèn cảnh báo tự động, không có rào chắn và biển báo, nên nhiều người thường cố tình vượt qua đường sắt nên thường xảy ra tai nạn. Chiều 23 tháng 7, đội quản lý thị trường số 2 chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phát hiện bắt giữ gần 700 khẩu súng đồ chơi bằng nhựa khi đang được vận chuyển vào sâu trong nội địa bằng xe tải. Tại khu vực xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đội quản lý thị trường số 2 phát hiện có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng và kiểm tra xe ô tô tải biển số 29C57838 đang chạy theo hướng Lộc Bình về Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ngoài một số mặt hàng có hóa đơn chứng từ, trên xe còn chở 15 thùng cát tông chứa gần 700 khẩu súng đồ chơi bằng nhựa các loại, có chiều dài từ 35cm đến 90cm, có xuất xứ ngoài Việt Nam với tổng trị giá ước tính khoảng trên 20 triệu đồng. Lái xe Lê Đức Anh trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người không biết tên từ huyện Lộc Bình về Hà Nội. Đội quản lý thị trường số 2 đã ra quyết định tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm cho tiêu hủy, đồng thời phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với lái xe vi phạm. Thưa quý vị, trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác cụm trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa phát hiện kiểm tra tàu vận tải mang số hiệu HB4435 đang vận chuyển khoảng hơn 70.000 lít dầu đeo. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 người, không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Đại diện tàu là ông Nguyễn Duy Bùng, trú tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, ông Bùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng đang vận chuyển. Qua đấu tranh khai thác, tổ công tác xác minh chủ sở hữu số dầu trên là của bà Đinh Thị Kha, quê quán huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tổ công tác đã đưa tàu về khu vực cảng Đình Vũ, Hải Phòng, neo đậu, tiếp tục xác minh làm rõ lỗi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại Hà Nam, khoảng 1 giờ sáng 23 tháng 7, bất ngờ kiểm tra quán karaoke Music World thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên. Lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang 10 đối tượng, 7 nam 3 nữ, đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát. Tang vật thu giữ là 5,5 viên nén màu xanh nghi là ma túy, 13 điện thoại di động, gần 25 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận số viên nén màu xanh trên là ma túy tổng hợp mua về để sử dụng. Hiện Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an Hà Nam đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an huyện Duy Tiên để điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 23 tháng 7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa làm thủ tục bàn giao đối tượng Lê Minh Nhiên, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cà Mau cho Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy nã 11 năm. Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, Lê Minh Nhiên làm thuê cho ông Quỳnh Hữu Lộc tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Khi được ông Lộc tin tưởng giao cho giữ số tiền 350 triệu đồng, thì Nhiên đã lấy số tiền bỏ trốn. Sau đó, Nhiên đã lẫn trốn ở nhiều tỉnh. Năm 2012, Nhiên tiếp tục lên Bình Dương lẫn trốn. Đến ngày 22 tháng 7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ Nhiên tại khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, thiếu đất sản xuất nhưng lại sinh đẻ quá nhiều, đó là thực trạng tại nhiều địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thực trạng này khiến cho đời sống của một bộ phận người dân thiếu thốn trăm bề, chỉ vì gia đình quá đông con mà họ cứ mãi miết bơi trong cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Đói nghèo, đông con, đói nghèo. Câu chuyện tại xã Cư Bui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục vấn đề hôm nay là một ví dụ điển hình cho thực trạng này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xã Cư Bui hiện có gần 2.300 hộ dân với gần 14.000 nhân khẩu. Đa số là đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào sinh sống tại đây. Do phong tục tập quán lạc hậu nên họ lập gia đình rất sớm và sinh con đẻ cái. Gia đình ông Sùng Văn Sinh ở thôn E Lan, xã Chư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có 11 người con. Vì quá đông con nên cuộc sống kinh tế hiện nay của gia đình ông luôn rơi vào cảnh thiếu thốn. Bây giờ thì có thể là bây giờ không lấy nhiều đâu, hai đứa là thôi. Bây giờ mấy con nó phải để ba đứa là thôi. Không cần tiền nhau. Không chỉ riêng gia đình ông Sinh mà phần lớn các hộ dân ở xã Chư Pui đều có rất nhiều con. Nhà ít nhất thì có từ 4 đến 5 người con, nhiều thì 7 tới 8. Cá biệt, nhiều gia đình có tới 13 người con. Để nhiều thì rất là vất vả, khó đấy. Bây giờ đất không có đất là ăn đấy. Chỉ có cái nhà ở thôi mà đâu có đất đâu là ăn. Để nhiều thì khổ lắm. Giải pháp đầu tiên là chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về cái chính sách dân số kết hóa gia đình, đồng thời phối hợp với Ủy ban dân số của huyện tăng cường các cái dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ cho bà con nhân dân. Vì bà con dân tộc thiểu số sinh quá nhiều không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của địa phương mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chính họ và các thế hệ con cháu sau này. Và đây cũng chính là bài toán khó đối với các địa phương ở khu vực Tây Nguyên hiện nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tạm thời chưa cấp phép cho xe 2 tầng chở khách du lịch. Thiết lập hệ thống trạm cảnh báo của nhà máy thủy điện từ xa qua sóng điện thoại di động. Thành phố Hồ Chí Minh, xe ô tô tông liên hoàn, nhiều người thương vong. Thương tật tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người muốn làm đẹp nhưng quá chủ quan.